xin chào tất cả mọi người. Thì sáng ngày hôm nay xin phép tất cả mọi người cho Lực Tàng cập nhật một cái thông tin mới cũng liên quan đến trẻ em nha mọi người. Nhưng đây là đứa bé 4 tuổi, 4 tháng tuổi ở Tây Ninh đang rất là được cộng đồng mạng xã hội quan tâm. Đứa bé này cũng đã qua đời. Nhưng cái sự việc mà được xã hội và dư luận quan tâm á là cái sự việc người cha ôm cái đứa bé này trước cái dãy phòng trọ, và chủ dãy trọ thì không cho người cha này ôm sát đứa bé vào trong phòng trọ của mình đang thuê. Tức là đứa bé này mất ở bệnh viện mang về thì chủ dãy trọ không cho mang vô phòng trọ mà bắt phải mang đi chỗ khác. Đó là cái nguồn thông tin mà tất cả mọi người đang nghe được và đang lan truyền cái đoạn clip đó trên mạng xã hội. Tất cả chúng ta xem được cái đoạn clip đó thì đều trách móc cái chủ dãy trọ. Nhưng thực hư câu chuyện như thế nào thì ngày hôm nay Lực Tàng đã nắm bắt được một số thông tin từ phía lực lượng cơ quan chức năng. Sự việc này xảy ra ở tỉnh Tây Ninh nha mọi người. Và cơ quan công an tỉnh Tây Ninh đã về đến cái chủ dãy trọ này, gặp chủ dãy trọ thì mọi chuyện nó đã vỡ lẽ và sáng tỏ. Thì Lực Tàng sẽ xin phép cập nhật lên cho mọi người. Thì đấy, Lực Tàng nói lại cái câu chuyện là người vợ của cái người đàn ông này đã đưa con của mình lên bệnh viện, trong khi con của mình đã tím tái người rồi. Thì đưa lên bệnh viện thì đứa bé đã mất. Thì người vợ này đã bế đứa con về bên cái dãy trọ mà mình đang thuê ở. Thì về đến nơi thì chủ dãy trọ là không phải là không cho vô. Nhưng mà người vợ này á, là ôm đứa bé ngồi ở trước ghế đá của dãy trọ. Thì trong vòng đâu 20-30 phút thì người chồng đi làm thì đã uống rượu rồi nha mọi người. Mọi người cứ nhìn kỹ cái đoạn đó là người chồng đã uống rượu rồi nha. Thì người chồng về thấy người vợ ôm xác con của mình ở trước cái dãy phòng trọ thì cứ ngỡ rằng là chủ dãy trọ không cho vợ của mình ôm con vào trong phòng trọ. Cho nên là người chồng này đã bực tức và đi vào gặp chủ trọ để chửi chủ trọ. Nói tại sao tôi thuê phòng ở đây, cho tôi ôm con tôi vào đó 30 phút rồi tôi đi ra đưa con lên chùa hay về nhà, đúng không ạ? Đó là cái lời nói của người chồng. Nhưng thực chất ra thì cái người chồng này đi làm và đã có uống rượu và về chưa hiểu sự việc. Đấy, cứ ngỡ rằng là chủ trọ không cho vào, cho nên á, là đã bực tức chủ dãy trọ và chửi. Thì cái đoạn clip này do chính một người đàn ông ở khu vực đó người ta quay lên nha mọi người. Và người ta cũng nói ở trong đoạn clip đó là chủ dãy trọ không cho vào đứa bé 4 tháng. Rồi nói rằng là người ta thuê dãy trọ thì người ta trả tiền, rồi người ta ở đó thì hãy mở lòng nhân đạo để cho người ta vào rồi người ta đi cũng được, phát tâm này nọ. Thì cái chủ tài khoản Facebook mà đưa cái đoạn livestream này lên đó, là đã có nhấn mạnh rằng là cái sai á, là bên chủ trọ. Thì làm cộng đồng và xã hội dậy sóng thì tất cả mọi người biết rồi, tất cả chúng ta đều bảo vệ thế yếu, bảo vệ người gọi như là gặp hoạn nạn, đúng không ạ? Giúp đỡ những người gặp hoạn nạn. Thì nghe cái thông tin như vậy thì ai cũng cảm thấy rất là bức xúc cho cái chủ dãy trọ kia. Tại sao lại làm một cái hành động gọi như là vô nhân tính như vậy, khi gia đình nhà người ta đã mất đi một đứa con nhỏ rồi. Ấy mà tại sao người ta thuê trang phòng trọ, người ta trả tiền hàng tháng, ấy thì thuộc quyền sở hữu của người ta trong cái phòng trọ đó, đúng không mọi người? Nhưng chủ dãy trọ lại không cho vào, thì cho nên rằng là cái chủ dãy trọ này bị lên án một cách rất là kịch liệt, bị chửi bới rất là mạnh trên mạng xã hội, thì bắt buộc lực lượng cơ quan công an phải vào cuộc để điều tra. Thì ngày hôm qua lực lượng công an của tỉnh Tây Ninh đã về đến chủ dãy trọ và thực hư mọi chuyện, nó đã rõ ràng mười mươi luôn. Là tức là chủ dãy trọ kia không có ý định như vậy, và chủ dãy trọ kia vẫn để cho bé cũng như là gia đình của bé vào cái căn phòng trọ mình thuê ở, chứ không phải là không. Nhưng mà vì hiểu lầm rồi, cái người quay clip lên cũng đã nhân cách hóa cái câu chuyện lên nữa, cho nên rằng là nó đã xảy ra đến cái mức độ nghiêm trọng mà pháp luật phải vào cuộc. Thì được biết rằng là cái đoạn clip đó đã được gỡ trong tối ngày hôm qua vào lúc 9:20, là lực lượng cơ quan chức năng đã mời ông này lên làm việc, ông live stream lên làm việc và bắt gỡ đoạn clip, bắt đính chính thông tin. Nhưng đoạn clip thì bây giờ đang lan truyền trên mạng xã hội rất là nhiều.
và những ai xem được đoạn clip đó đều phẫn nộ. Thì Lực Tàng xin phép làm gấp cái clip này để thông báo cho tất cả mọi người rằng cái sự thật của cái câu chuyện này, một cái sự thật mà tất cả mọi người đều bất ngờ, và chúng ta phải quay đầu chuyển hướng về cái suy nghĩ của mình. Thì Lực Tàng cũng khuyên tất cả mọi người rằng là chúng ta coi một cái đoạn clip nào ở trên mạng xã hội thì chúng ta không nên tin tưởng cái điều đó là một chính xác 100% như mọi người. Tại vì người ta quay, mình không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện nó như thế nào, và người ta chỉ có quay như vậy xong rồi người ta nói như vậy là chúng ta nghe được trong đoạn clip đó thôi. Còn thực hư câu chuyện ở bên ngoài nó như thế nào thì chúng ta không thể biết được. Cho nên là chúng ta hết sức bình tĩnh và từ từ. Thì Lực Tàng cũng cảm thấy rất là phẫn nộ bước ban đầu. Khi nhìn được cái đoạn clip đó là Lực Tàng cảm thấy rất là bức xúc, muốn chạy lên thẳng đến tận cái phòng trọ đó để xử lý ông chủ phòng trọ đó đó mọi người. Nhưng mà chúng ta cứ từ từ rồi mọi chuyện nó sẽ đâu vào đó và nó sẽ sáng tỏ. Thì thực hư cái câu chuyện nó như thế nào, để Lực Tàng sẽ cập nhật thông tin từ phía cơ quan công an. Và một cái bài viết của một người đã cập nhật từ lực lượng cơ quan chức năng, họ đã đăng tất cả mọi thông tin liên quan. Lực Tàng sẽ đọc đây cho tất cả mọi người để mọi người nắm bắt rõ thông tin ạ. Cập nhật mới nhất liên quan đến clip cha bế con nhỏ vừa qua đời nhưng bị chủ trọ từ chối cho vào nhà, khiến dư luận và xã hội dậy sóng tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Khắp cộng đồng mạng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có kết quả xác minh ban đầu. Sự thật của câu chuyện khiến nhiều cư dân mạng sẽ giật mình vì đã ném đá người chủ trọ. Đây là cái bài viết từ A đến Z, những thông tin tóm gọn luôn nha mọi người. Chiều ngày 1 tháng 3, liên quan đến clip đang lan truyền trên mạng xã hội, cha bế con nhỏ vừa qua đời nhưng bị chủ trọ từ chối cho vào nhà, khiến dư luận xã hội dậy sóng. Đảng ủy thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã thông tin kết quả xác minh ban đầu. Theo báo cáo nhanh, chiều nay, ngày 1 tháng 3 của Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Biên, tối ngày 27 tháng 2, Công an thị trấn Tân Biên nhận được tin báo tại nhà trọ G, khu phố 3, thị trấn Tân Biên, xảy ra vụ gây mất trật tự công cộng nên cử lực lượng đến hiện trường để xác minh. Tại hiện trường, người thuê nhà trọ của ông G là vợ chồng anh Nguyễn Thanh Vũ, 32 tuổi, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, làm nghề trộn hồ, và chị Nguyễn Thị Hồng Sương, 29 tuổi, ngụ thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Hai vợ chồng anh Vũ, chị Sương ở nhà trọ này được 19 ngày, mới thuê có 19 ngày thôi nha mọi người. Tối ngày 27 tháng 2, chị Sương đưa con ruột hơn 5 tháng tuổi đã tím tái người đến trung tâm y tế Tân Biên để khám bệnh cho cháu vì đã sốt trước đó 2 ngày. Tuy nhiên khi đến khám, bác sĩ xác định cháu bé đã tử vong nên chị Sương đưa cháu về lại nhà trọ. Khi về đến sân nhà trọ thì ông Đỗ Mạnh Hát, 61 tuổi, chủ nhà trọ G, khoát tay yêu cầu chị Sương ngồi ở ghế đá ngay sân nhà trọ chờ chồng chị Sương về giải quyết việc mang thi thể cháu bé về gia đình ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên hay để ở nhà trọ. Tức là ông chủ nhà trọ này muốn chị vợ ôm xác của bé là ngồi ngay ghế đá để chờ chồng về, là để xem liệu chừng là có muốn đưa vào giải trọ hay không, hay là đưa về nhà của cái người chồng này, tức là ở huyện Thạnh Biên tỉnh Tây Ninh đó. Cho nên là chủ nhà trọ muốn chờ chồng về, người chồng về để quyết định nha mọi người. Lúc này anh Vũ đi làm về đã uống rượu, thấy vợ bế con ngồi trên ghế đá, do hiểu lầm chủ nhà trọ không cho mang thi thể con mình vào phòng trọ nên anh Vũ đã lớn tiếng cự cãi, không chịu nghe chủ nhà trọ giải thích. Đã uống rượu về đi làm, uống rượu về đi trộn hồ về đó mọi người. Sau đó, ông Hát đã yêu cầu anh Vũ, chị Sương mang thi thể cháu bé vào phòng trọ. Đó là cái đoạn sau mà ôm vô là cho vô phòng trọ đó nha mọi người. Tức là chủ nhà trọ thì chờ để xem có cái quyết định của người chồng như thế nào. Nhưng người chồng thì về uống rượu nóng nảy quá, thì không chịu nghe lời giải thích của chủ trọ là cứ nói là không cho vào. Thì đến sau đây chủ nhà trọ đã nói rằng là đưa vào đi đó, là bắt đầu mới vào đó mọi người nha. Theo đảng ủy thị trấn Tân Biên, thấy hoàn cảnh anh Vũ chị Sương khó khăn, đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ quan tài, đồ tắm liệm,
tiền mặt 17,5 triệu đồng để lo đám tang cho cháu bé. Lực lượng bảo vệ dân phố đã tổ chức tẩm liệm cháu bé để quan tài tại nhà trọ G. Cho đến 8 giờ ngày 28 tháng 2, sau đó gia đình mang đi chôn cất tại Nghĩa Trang, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Bình. Tức là vẫn để cho làm đám tang ở đó nha mọi người. Mai táng, tẩm liệm, quan tài đồ này kia là vẫn ở như cái dãy nhà trọ đó luôn. Được sự hỗ trợ từ phía tổ dân phố và bên phía cơ quan công an nha mọi người. Đó, thì còn đến cái việc mà cái người đăng clip đó lên có thông tin sai sự thật và nói quá cái sự việc lên khi chưa hiểu mà đã phát tán cái câu chuyện làm dậy sóng cộng đồng thì bị xử lý như thế nào, Lực Tàng cũng đã cập nhật được luôn để gửi tới tất cả mọi người. Xử lý người đăng clip khiến dư luận hiểu lầm. Riêng nội dung trong đoạn clip đăng tải lan truyền trên mạng xã hội, Đảng ủy thị trấn Tân Bình cho biết đến thời điểm trên có một người đàn ông tên là F ghi lại vụ việc của anh Vũ bế con trên tay cự cãi với ông H chủ nhà trọ G rồi đăng trên Facebook FB. Sau khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, Đảng ủy đã chỉ đạo tiếp tục trực tiếp công an thị trấn tìm chủ tài khoản Facebook này, yêu cầu gỡ bài đăng xuống vì bài đăng không đúng sự thật. Ông F sau đó đã gỡ bài lúc 20 giờ 47 phút ngày 28 tháng 2. Sáng ngày 1 tháng 3, công an thị trấn Tân Bình phối hợp với đội nghiệp vụ công an huyện làm việc với ông S về đoạn clip cha bế con nhỏ vừa qua đời nhưng bị chủ trọ từ chối cho vào nhà. Hiện ông S đã đăng thông tin đính chính trên trang cá nhân của mình. Cha bế con nhỏ vừa qua đời nhưng bị chủ trọ từ chối cho vào nhà khiến nhiều người phẫn nộ về cách hành xử của chủ trọ. Là người ta có chụp lại cái màn hình nha mọi người, là cái vụ việc đó nha mọi người. Đấy. Rồi, thì cái người mà đăng cái clip đó lên thì đã bị xử phạt và bắt gỡ bài đính chính thông tin, được mời lên uống nước trà cùng với các chú công an. Thì đó là cái thông tin mà chính xác nhất mà Lực Tàng cập nhật từ phía cơ quan công an. Đó là cái sự việc nóng hổi trên mạng xã hội đang được rất là nhiều người quan tâm. Thì ngày hôm nay nó đã sáng tỏ sự việc, không có cái vấn đề mà chủ giải trọ người ta cấm cản cái gì cả, mà ở đây là do cái sự hiểu lầm và cái sự nóng vội do có uống rượu, uống chất kích thích của người chồng đã làm cho câu chuyện rối loạn lên, cộng với cái sự phát tán thông tin không chính xác của cái người chủ tài khoản tên F đã livestream và đưa cái đoạn clip đó lên làm dậy sóng cộng đồng, thì tất cả mọi chuyện đã được công an huyện Tây Ninh giải quyết nhanh chóng xong xuôi và bé cũng đã được mai táng. Thì chúng ta mong cho vong hồn bé được siêu thoát và được yên ổn, thì cái sự việc mong sẽ chìm đi để cho tất cả những cái người liên quan đến câu chuyện này sẽ được gọi như là có một cái sự yên ổn trong cuộc sống nha mọi người. Đó, thì đó là những cái thông tin ngày hôm nay Lực Tàng cập nhật để gửi tới tất cả mọi người. Tiếp tục Lực Tàng sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến vụ án của bé Vân An trong những cái bản tin tiếp theo. Mọi người nhớ theo dõi, đồng lòng ủng hộ và chúng ta cùng nhau đoàn kết lên án sự việc để bảo vệ trẻ em. Bất cứ những thông tin gì liên quan đến trẻ em, Lực Tàng sẽ cập nhật ngay và luôn để gửi tới tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.